Sáng nay, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, công tác triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật được điều chỉnh linh hoạt, tránh các hình thức tụ tập đông người. Nhiều tờ phát tuyên truyền đã được cấp đến nhân dân trên địa bàn thành phố. Công tác truyền thông được chú trọng qua nhiều kênh đa dạng, truyền hình, báo viết, mạng xã hội. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố kiện toàn. Hiện nay thành phố có 51 báo cáo viên pháp luật thành phố, hơn 200 báo cáo viên cấp quận, huyện và hơn 2.000 tuyên truyền viên xã phường. Năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, biên soạn phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật đến công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố.